Trong chương trình Thắp Sáng Niềm Tin kỳ này, chúng tôi có dịp ghé thăm nơi mà các em học sinh nghèo ở trường Trung học Phổ thông Đốc Binh Kiều, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang vẫn thường quen gọi là tổ ấm. Ngôi nhà này là của bà Trần Kim Loan, năm nay đã ngoài 70 tuổi. Từ nhiều năm qua, bà đã tự nguyện giúp đỡ cho rất nhiều những em học sinh nghèo không có đủ điều kiện trang trải chi phí cho việc trò học xa nhà. Trong số đó, đáng kể nhất là cậu học trò nghèo Mai Thanh Tú, học sinh lớp 12A1. Bà Loan biết được hoàn cảnh của Tú đúng vào lúc gia đình em đang rơi vào hoàn cảnh kiệt cùng khốn khó, tưởng chừng việc học của em phải dang dở. Bởi thời điểm đó, mẹ của Tú vốn là người trụ cột chính trong gia đình, lại không may gặp tai nạn, chấn thương nặng trên đường đi làm thuê về nhà. Cha em thì sức khỏe yếu kém vì những khiếm khuyết của bản thân, nên chẳng thể một tay gồng gánh gia đình. Thương cậu học trò nghèo khó, sinh ra trong cơ cực, nhưng luôn giàu nghị lực, niềm tin vào cuộc sống. Ngôi nhà của bà Loan đã rộng cửa đón Tú về chung sống. Mấy năm qua, Tú được sống trong căn nhà ấm áp tình người của bà Loan. Với em, đó là cái ơn cái nghĩa to lớn, giúp em có thể viết tiếp được ước mơ giữa muôn vàn khó khăn thiếu thốn trong hoàn cảnh hiện tại. Chính vì vậy mà Tú luôn hết lòng giúp bà mọi việc trong nhà sau giờ học trên lớp. Đó như là tấm lòng thơm thảo mà Tú muốn phần nào đền đáp cho những ân nghĩa mà em đã nhận được từ một người bà vốn không ruột thịt. Là một thanh niên sinh ra trong nghèo khó, nhưng luôn biết nuôi dưỡng ước mơ trong lành, những hoài bão đẹp cho đời mình, Tú đang nỗ lực bằng tất cả ý chí và nghị lực của bản thân để gieo mầm tương lai từ chính những bài học, những giờ lên lớp chăm chỉ hiện tại. Chỉ với những bộ đồng phục cũ hay những bộ sách cũ người khác cho, Tú ngày đêm miệt mài rèn luyện để đạt được thành tích là một học sinh giỏi toàn diện. Niềm tin ở con đường tương lai luôn sáng mãi trong suy nghĩ của cậu học trò nghèo hiếu học. Nhưng đâu đó trong em vẫn còn là những trăn trở về hình ảnh cha mẹ đang cố nén chịu những cơn đau nhức bệnh tật của bản thân để miệt mài làm lụng sớm hôm, chắc chiêu từng chút một lo cho con được đến trường như người ta. Chị chào Tú. Dạ em chào chị. Đang chăm sóc lan hả em? Dạ em đang coi lại mấy cây lan. Thường ngày là em hay phụ cô chủ nhà là coi lan như thế này á hả? Dạ sáng thì em phụ cô tỉa mấy cái cây đi, tỉa mấy cái lá non rồi mấy tưới nước rồi em đi học. Ở đây thì em chỉ phụ cô chăm sóc lan này thôi hả? Hay là còn có phụ cô làm gì khác nữa không? Dạ có chị, sáng thì em những bữa nào mà có rảnh không học á chị thì em tưới mấy cây kiển này với mấy cây lớn bên kia chị. Rồi có em đi lượm lá dừa bên đây nè chị, với chặt củi Em làm gần xong chưa? Dạ em cũng sắp xong rồi chị. Thôi hai chị em mình kiếm chỗ nào đó để nói chuyện chút em ha. Dạ. Em mời chị. Rồi, cảm ơn em. Em lên đây ở trọ là từ khi nào hả Tú? Dạ bắt đầu năm học lớp 10 là em lên đây luôn á chị. Hồi đó thì tụi em chỉ đi học giấc sáng rồi trưa về á chị, mà đạp xe từ đây về dưới mệt quá. Rồi tụi em mới lại đây xin hỏi thì chị chủ cũng cho cái từ từ dì cũng thương rồi dì cho tụi em ở đây ở luôn. Rồi dì không có lấy tiền nhà trọ. Mình đi học ở trọ xa nhà nhưng mà may mắn là gặp được cô như vậy là cũng tốt lắm đúng không em? Dạ, cũng may mắn lắm mới gặp được cô chị. Dạ. Phải ở trọ xa nhà như vậy, rồi những lúc mà gặp khó khăn á, thì em đã suy nghĩ tới điều gì để mình có thể vượt qua hả em? Dạ chị, là thì những lúc như vậy thì em sẽ nghĩ đến những cái khó khăn mà ba mẹ em phải trải qua. Thì chính những cái khó, nhìn được những cái khó khăn của ba mẹ thì cái đó cũng là động lực để em phấn đấu, em học tiếp. Chị được biết á là ba của Tú là thương binh, chỉ có mẹ là có thể lao động được để lo cho em đi học thôi. Vậy thì em có gặp nhiều cái thiếu thốn hay là khó khăn gì trong học tập không em? Việc học của em cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Điều kiện học thì cũng không bằng ai, nhưng mà
Điều đó không có làm cản trở em được chị. Dù là mình khó khăn nhưng mà mình cũng phải cố gắng học thì bằng những cái gì mình có. Mình có cái gì thì mình học cái đó thôi. Chị biết được là gia đình của Tú là có truyền thống cách mạng nè. Bà ngoại, bà nội đều là các mẹ Việt Nam anh hùng hết. Vậy thì trong cái ước mơ của em, cái dự định sau này của em thì em có định là mình sẽ tiếp nối cái truyền thống đó của gia đình mình không? Dạ có chị. Từ nhỏ thì em đã được bà kể cho nghe về những cái trận đánh mà bà đã tham gia, rồi cũng nghe được những cái sự hy sinh mất mát mà đồng đội của bà đã trải qua. Thì từ đó thì em có một cái niềm ao ước là đi theo con đường của ông bà mình đã đi. Dạ, mặc dù là nó có khó khăn nhưng mà em vẫn ước mơ để đạt được nó. Và em ý thức được là người trẻ hôm nay nếu muốn bảo vệ quê hương đất nước, muốn bảo vệ tổ quốc thì mình phải ra sức để mà học tập, phải trau dồi kiến thức của mình để mà sử dụng cái kiến thức đó để giúp đất nước ngày càng phát triển hơn. Trong tương lai thì em muốn đậu vào học viện hậu cần á chị, là thuộc về bên quân đội á chị. Em học ở ngành đó thì em học về ngành tài chính, về bên tài chính á chị, mà mình phục vụ cho quân đội thôi. Một cái ước mơ rất là đẹp có đúng không? Yeah. Nhưng mà để đạt được cái ước mơ đó thì mình cần rất là nhiều điều, tri thức, thể lực nữa. Yeah. Nhưng mà với cái điều kiện kinh tế gia đình của mình như thế này thì hiện tại bây giờ em có trăn trở lo lắng gì không Tú? Dạ, chỉ là hàng ngày khi mà mình ngồi trên lớp học, rồi có những lúc em chợt nghĩ tới những cái khó khăn mà ba mẹ phải trải qua để mà lo cho cái con đường học vấn của em, thì lúc đó em cảm thấy rất là xót cho ba mẹ. Và chính vì đó cũng là một cái động lực để mà em cố gắng học tập để mà biến cái ước mơ của mình trở thành sự thật. Và em tin rằng với cái sự nỗ lực của bản thân mình thì em sẽ làm được. Ba mẹ thường hay nói là bây giờ em học là học cho mấy anh luôn, học bù lại cái phần mà mấy anh không được học. Nên em phải cố gắng học để không phụ lòng ba mẹ. Chị cũng mong là với một cái sự lạc quan như vậy thì em sẽ luôn giữ vững được tinh thần cũng như là niềm đam mê học tập để mình có thể đạt được cái ước mơ của mình, đó là trở thành một cái chiến sĩ để mình có thể phục vụ và bảo vệ tổ quốc. Dạ, em cảm ơn chị. Đến thăm gia đình em ngụ xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy, chúng tôi bắt gặp hình ảnh bà Võ Thị Úc, mẹ của Tú, cần mẫn với công việc giá bao thuê. Vì những ngày này, công việc làm lao công trong nhà máy xay xát lúa gạo đã tạm dừng. Gánh nặng của gia đình, kể cả việc học của em Tú, giờ hoàn toàn đặt lên vai của người mẹ sức khỏe yếu, nay ốm mai đau. Thế nhưng, bà vẫn chịu thương chịu khó, gánh vác gia đình. Vì thương chồng con, muốn lo cho con được trọn vẹn con đường học vấn. Vẫn giữ được phẩm chất kiên cường của một cựu chiến binh, ông Út, cha của Tú, luôn kiên trì nỗ lực từng ngày để cùng vợ xây dựng kinh tế gia đình. Nhưng vì sức khỏe kém nên con đường lập nghiệp từ hai bàn tay trắng của ông bà vẫn gian nan suốt bao nhiêu năm qua. Được chính quyền địa phương giúp đỡ về chỗ ở, hai vợ chồng ông Út cố gắng làm lụng nuôi con. Giờ đây, niềm vui của ông bà chính là nhìn thấy đứa con trai Út học giỏi, hiếu thảo với cha mẹ và không ngừng cố gắng học tập để nuôi dưỡng ước mơ trở thành một quân nhân, góp sức bảo vệ quê hương như cha mẹ ngày nào. Hồi đó bình thường mới giải phóng thì gia đình cũng khổ lắm, mà lúc đó thì con còn ít, mới có ăn đứa. Dạ. Sau này mới làm mứa mà từ từ cũng đỡ. Hồi đó mới gì cũng khổ lắm, rồi cũng bị thương gì á, còn cũng còn
đau lắm. Sau này cũng nhờ con nó lớn rồi nó cũng phụ được. Dạ. Giờ này nữa ngay này, mấy anh nó cũng ghi hết rồi. Cái giai đoạn đó thì mình đã cố gắng như thế nào mà mình để vươn lên có cuộc sống nó đỡ hơn hả chú? Thì cũng cha mẹ thì nghèo, không có đất đai gì cho nhiều thì mình cũng ráng làm mướn không có. Dạ. Mướn rồi đi với chăn nuôi được không à. Chứ cha mẹ ngồi bên nào cũng nghèo, đâu có đất đai rồi. Khoảng thời gian đó mà khi về đây thì mình làm những cái công việc gì hả chú? Thì hồi đó nó nghe mình ở đây còn làm ruộng, người ta mướn mình bằng nhiều lắm, bằng ngày á. Dạ. Đó đây là ruộng người ta mướn mình cắt lúa hoặc là nhổ cỏ là được nhiều lắm. Còn giờ này đâu, người ta đâu có mướn làm mướn, mới làm gặp mà theo như giờ thì chắc khổ rồi, thời đó khổ. Dạ. Tại vì mới giải phóng vì rồi cha mẹ đất đây không có rồi, đâu cho rồi tự tôi bả làm mướn. Dạ. Vậy là mình ở nhà, nếu như mà có nhãn thì mình lột nhãn như vậy thôi. Với cái việc lột nhãn như thế này á, thì mỗi ngày là mình kiếm được chừng bao nhiêu tiền cô? 3 ký, 4 ký nó được có 24 ngàn tối ngày nay á. Dạ. Giờ không có việc làm thì mình cũng kệ, có làm nhiều không có mình làm ít. Với cái công việc mà mình đi lau quét ở nhà máy gạo đó cô, thì có vất vả lắm không cô? Còn được cực lắm, như sáng cũng vô là 7 giờ con làm hết, tới 1 rưỡi nghỉ mình ăn cơm rồi mình nghỉ được tới 1 giờ mình làm lại, thì 5 giờ chiều mình về. Nhưng mà thấy con mình ham học như vậy thì cô chú có cố gắng để mình tiếp tục mình quyết tâm mình làm để mình lo cho con không? Có, bây giờ là cô quyết giá nào cô lao, cô gắng lao là cho Tú học cái nơi tới chốn chứ cô không khỏi dở. Tú có nói với con đó là ước mơ là muốn phục vụ trong ngành quân đội. Cũng muốn là tiếp nối cái truyền thống của gia đình. Thì đó là giờ ý nguyện dòng của con là bên mình, tôi cũng con động viên nó đi bộ đội thứ mà bên quân đội, sĩ quan quân đội. Dạ. Gác chạy cho nó học, yêu cầu nó học giỏi thì gia đình mình. Cuộc sống gia đình chật vật nhưng chưa bao giờ Tú nản lòng trong việc học tập. Em luôn lấy hình ảnh của ba mẹ, tình cảm của gia đình làm động lực để phấn đấu. Thanh Tú hiện là bí thư đoàn của lớp và là ủy viên ban chấp hành đoàn trường Trung học phổ thông Đốc Binh Kiều. Ngoài tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, hăng hái tham gia các hoạt động phong trào, Tú còn là một học sinh giỏi nhiều năm liền của trường. Nổi bật nhất là môn Anh văn. Điểm trung bình môn có những học kỳ em đạt đến 9.8, được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi môn tiếng Anh của trường. Năm nay, bước vào năm học lớp 12, cận kề với những kỳ thi quan trọng, Thanh Tú vẫn không ngừng rèn luyện kiến thức, làm hành trang để có thể đi đến cùng khát vọng cháy bỏng, trở thành người bộ đội, sẵn sàng có mặt ở những nơi mà Tổ quốc cần. Có thể nói, đây là một trong những ước mơ đẹp nhất mà Thắp Sáng Niềm Tin có dịp được chia sẻ bởi các em, chính là những hạt nhân tiêu biểu cho những thế hệ trẻ, với tình yêu Tổ quốc thiêng liêng đang từng ngày phấn đấu để góp sức mình cho quê hương hôm nay. Chào mừng quý khán giả, quý thầy cô và các bạn học sinh đã đến với buổi lễ trao học bổng của chương trình Thắp Sáng Niềm Tin. Chương trình đang được diễn ra tại trường Trung học phổ thông Đốc Binh Kiều, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Kính thưa quý khán giả, qua câu chuyện về tấm gương vừa khó học giỏi mà chương trình Thắp Sáng Niềm Tin vừa chia sẻ về em Mai Thanh Tú, học sinh lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Đốc Binh Kiều, điều động lại nhiều nhất chúng ta có thể thấy Tú là một cậu học trò có nhiều ước mơ, hoài bão và có quyết tâm thực hiện ước mơ của mình. Và ngày hôm nay thì chương trình Thắp Sáng Niềm Tin sẽ trao tặng đến em số học bổng đặc biệt trị giá 20 triệu đồng để tiếp sức cho em trên con đường học tập. Thưa quý khán giả, chương trình Thắp Sáng Niềm Tin và quỹ học bổng Trần Đại Nghĩa đã đi qua rất nhiều ngôi trường và ở đâu thì chúng tôi cũng hỗ trợ cho những bạn học sinh vượt khó học giỏi. Và ngày hôm nay thì chương trình cũng sẽ dành tặng 10 suất học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng cho Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty ADC thực hiện cho 10 bạn học sinh vượt khó học giỏi tiêu biểu của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Và sau đây Quỳnh Như xin được mời các bạn có tên chúng ta bước lên phía trước để nhận học bổng từ chương trình. Ở trường Trung học phổ thông Đốc Binh Kiều, xin được mời bạn Nguyễn Thị Ngọc Mai, học sinh lớp 11A9, bạn Ngô Thị Diễm Phúc, học sinh lớp 11A5. Ở trường Trung học phổ thông Tứ Kiệt, xin được mời các bạn Trương Thị Hiền, học sinh lớp 10A4, bạn Đặng Hồng Thuận, học sinh lớp 12A2. Ở trường Trung học phổ thông Lê Văn Phẩm, mời các bạn Nguyễn Thị Cẩm Tiên, học sinh lớp 12A8, bạn Nguyễn Phan Ngọc Nhiên, học sinh lớp 12A6. Ở trường Trung học phổ thông Phan Việt Thống,
xin được mời bạn Nguyễn Văn Quốc, học sinh lớp 11A1, bạn Lê Thị Minh Thanh, học sinh lớp 12A1, bạn Trần Thị Ngọc Liễu, học sinh lớp 12A4, bạn Phạm Thị Thẩm Phương, học sinh lớp 11A2. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Du, Chủ tịch Hội Khuyến học Cai Lậy tỉnh Tiền Giang sẽ đại diện cho chương trình Thắp Sáng Niềm Tin lên trao suất học bổng đến các bạn. Và ngay bây giờ sẽ là phút giây đặc biệt nhất của chương trình ngày hôm nay. Quỳnh Như xin được mời em Mai Thanh Tú sẽ bước lên phía trước để nhận số học bổng đặc biệt trị giá 20 triệu đồng từ chương trình. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Lê Văn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang sẽ lên trao số học bổng này. Thưa quý khán giả, ngoài suất học bổng đặc biệt trị giá 20 triệu đồng mà chương trình dành cho Thanh Tú để em có thể tiếp tục việc học, thì ngày hôm nay chương trình cũng sẽ dành tặng đến gia đình một phần hỗ trợ thông qua phần trúc thăm may mắn đến từ đơn vị tài trợ công ty ADC để có thể phần nào san sẻ những khó khăn hiện tại của gia đình. Và ngay bây giờ thì Quỳnh Như xin được mời cha của em Thanh Tú, đó là chú Mai Văn Út, sẽ bước lên phía trước để tiến hành phần trúc thăm may mắn. Dạ thưa chú, chương trình đã chuẩn bị sẵn cho gia đình mình 6 tấm bảng logo tương ứng với 6 nhãn hàng thuốc bảo vệ thực vật của công ty ADC. Và trong 6 tấm bảng này thì sẽ có 4 tấm bảng trị giá 10 triệu đồng, 1 tấm bảng trị giá 15 triệu đồng và 1 tấm bảng đặc biệt mang tên ngôi nhà mơ ước trị giá 39 triệu đồng. Chú cho con hỏi là ngày hôm nay chú có quyết định cho mình là sẽ chọn tấm bảng ở vị trí số mấy chưa ạ? Quyết định góc số 4. Ngay bây giờ con xin mời chú rút tấm bảng ở vị trí số 4 ạ. 4 2 3 10 triệu đồng. Xin được chúc mừng gia đình. Chú ơi, ngày hôm nay khi mình rút được một tấm bảng trị giá là 10 triệu đồng thì lúc này chú cảm thấy như thế nào chú? Cảm ơn đài truyền hình Vĩnh Long và cảm ơn cô thầy và chính quyền cũng được số tiền này cũng động lực động viên cho con nó học tốt hơn nữa. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Lê Phạm Hòa, đại diện nhà tài trợ công ty ADC sẽ lên trao phần hỗ trợ này đến gia đình Thanh Tú. Các bạn học sinh ơi! Sau đây đố các em biết đến phần gì nào? Đúng rồi, đó chính là phần bốc thăm may mắn, một phần rất là đặc biệt dành riêng cho các em. Và ngay bây giờ chị Quỳnh Như xin được mời một bạn nam sẽ bước lên đây và cùng với chị tiến hành phần bốc thăm may mắn này. Xin mời em. Rồi bây giờ em giúp chị đem thùng phiếu này xuống dưới các bạn và chúng ta chọn ra hai lá thăm nhé. Xin mời một bạn hãy chọn ra giúp cho chị hai lá thăm may mắn nào. Có ai không? Xin được mời em. Mời em nữ. Rồi em xốc mạnh những lá thăm này lên và chọn ra giúp cho chị hai lá thăm nha. Và một bạn học sinh may mắn đầu tiên xin được chúc mừng một bạn của lớp 10A9. Xin được chúc mừng bạn Đỗ Liêm Mỹ Tiên. Xin được chúc mừng bạn Trần Phương Tú của lớp 10A5. Tú và Tiên thân mến, chương trình đã chuẩn bị sẵn cho các em ba hộp quà. Và trong ba hộp quà này thì sẽ có các phần quà rất là hấp dẫn như là tivi, kim từ điển, máy tính bảng, các giá trị tiền mặt hoặc là những phần quà để phục vụ cho việc học tập của các em nữa. Đầu tiên cho chị hỏi Tiên đi, Tiên sẽ chọn hộp quà màu nào em? Dạ, thưa chị là màu đỏ. Thế còn Tú, em sẽ chọn hộp quà màu nào? Dạ, chị màu xanh. Rồi, ngay bây giờ chị xin mời hai em hãy mở hộp quà của mình ra và chọn ra trong đó một lá thăm may mắn. Rồi, ngay bây giờ chị mời Tú hãy mở phần quà của mình ra và đưa về phía trước để các bạn cùng biết nào. Một ba lô, xin được chúc mừng em. Thế còn phần quà của Tiên là gì em? Một kim từ điển, xin được chúc mừng. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời thầy Võ Công Bá, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Đốc Binh Kiều sẽ lên trao các phần quà đến hai bạn may mắn trong ngày hôm nay. Thưa quý khán
khán giả thông qua chương trình Thắp Sáng Niềm Tin cũng sẽ có rất nhiều đơn vị hảo tâm, các tấm lòng vàng muốn thể hiện sự quan tâm, chia sẻ cùng những em học sinh nghèo vượt khó. Và ngay bây giờ, Quỳnh Như xin được mời em Mai Thanh Tú bước lên phía trước để nhận các phần quà của những đơn vị đồng hành cùng chương trình Thắp Sáng Niềm Tin dành tặng cho em. Câu lạc bộ nông dân ADC tại tỉnh Tiền Giang sẽ trao cho gia đình em 50 kg gạo. Tiếp sau đây sẽ là các phần quà đến từ các nhãn hàng thuốc bảo vệ thực vật của công ty ADC. Nhãn hàng thuốc hép sẽ trao tặng đến em 1 triệu đồng và 100 quyển tập. Nhãn hàng Godato Syrup sẽ trao tặng đến em một chiếc xe đạp. Và một cái tivi sẽ là phần quà đến từ nhãn hàng mì gói Indomie. Nhãn hàng gạo tứ quý sẽ trao tặng đến em một nồi cơm điện. Em rất vui và hạnh phúc khi được nhận số học bổng này. Em xin được cảm ơn tới chương trình Thắp Sáng Niềm Tin, công ty ADC đã tài trợ cho em suất học bổng này. Em cũng xin được cảm ơn những nhãn hàng của công ty ADC đã luôn đồng hành cùng các em. Em xin hứa sẽ học thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của quý thầy cô và cô chú. Kính thưa quý khán giả, và đến đây thì chương trình Thắp Sáng Niềm Tin kỳ này cũng xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần sau. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ 15 phút mỗi thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 4 giờ thứ ba trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Quỳnh Như xin chào và hẹn gặp lại. Là quân liêng cho em ngày đêm học vững vàng một niềm tin.